Vừa qua, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 tại 3 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ 11, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Qua đó, sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng 9,8%, cao hơn nhiều so với mức tăng của các năm gần đây. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt 162,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với năm 2014, tương đương 12,2 tỷ đô la Mỹ. Năm 2015, cả nước có 23 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2015 ước đạt 165,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương 17,8 tỷ đô la Mỹ. Nhập siêu năm 2015 được kiểm soát tốt với khoảng 3,17 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2% kim ngạch xuất khẩu. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ năm 2015 ước đạt 9,5% so với năm 2014. Kết quả hội nhập kinh tế quốc tế rất tích cực khi Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Âu, Hàn Quốc, kết thúc đàm phán FTA với EU và TPP v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã đi qua năm 2015, nhìn lại kế hoạch 5 năm 2011-2015 có nhiều đổi mới do nhiều thành tựu mang lại, mặc dù Việt Nam đã phải đối đầu và vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Bằng nỗ lực của cả nước, toàn đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng vui mừng, trân trọng. 5 năm qua, Việt Nam cơ bản đã đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, kiểm soát lạm phát, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Những thành tựu của ngành công thương đã góp phần tích cực trong những kế hoạch chung của cả nước, là điều kiện quan trọng tạo tiền đề cho sự phát triển của năm 2016 cũng như 5 năm tiếp theo. Đề nghị là bộ đó, ngành công thương đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho cái lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp phát triển mạnh hơn nữa, bền vững hơn nữa. Cái thứ hai đó là các đồng chí cũng từ cái thể chế cơ chế tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích xuất khẩu. Và cái thứ ba đó là cái thị trường ngoài nước. Bây giờ chúng ta đã ký các hiệp định như thế rồi là một kết quả. Giờ mở cửa thị trường, chúng ta có thêm thị trường 55 nước có thương mại tự do như thế. G20 thì có 17 nước rồi. Rồi G7 thì là coi như là hết 7 nước G7 rồi. Thì giờ đã có hiệp định rồi thì làm sao tận dụng được cái lợi thế này. Tôi cũng đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý cái đó. Còn cái thứ năm đó là bây giờ đó là cái sắp xếp cái tái cơ cấu ngành công thương của chúng ta. Các đồng chí đã có cái đề án tái cơ cấu rồi. Bây giờ tiếp tục chỉ đạo thực hiện cái tái cơ cấu theo cái hướng là nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Từng ngành, từng lĩnh vực, rồi từng doanh nghiệp. Thì trong đó thì tôi chỉ nhấn mạnh cái doanh nghiệp nhà nước. Bây giờ đạt kết quả như thế, thì giờ đã tới đó thì các đồng chí làm tốt hơn. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, của Thủ tướng, sự quan tâm hỗ trợ của bộ, ngành liên quan, sự nỗ lực của toàn ngành công thương năm 2015 đã kết thúc với những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Đồng thời cam kết năm 2016, Bộ Công Thương sẽ nỗ lực góp phần cùng cả nước đạt mức tăng trưởng GDP là 6,7%, phấn đấu đưa sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9-10%, xuất khẩu đạt 10%, kiểm soát tốt nhập khẩu để giữ nhập siêu dưới 5%. Với những kết quả đã đạt được, Bộ Công Thương đã quyết định tặng bằng khen và cờ thi đua cho tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015, đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngành công thương Việt Nam.